Hôm nay tôi ôn tiếp ôn thi quy trình thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm nha. Tôi là Đạt, tôi công nghệ thực phẩm đây. Thì hôm nay tôi sẽ ôn tiếp phần 17 là cái quy trình sản xuất sữa đặc có đường từ sữa tươi và bột sữa. Vì bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt tôi công nghệ thực phẩm nhé, và nghiêm cấm các hành vi free up cũng như là vi phạm về bản quyền của video này. Rồi, đầu tiên thì tôi sẽ cho các bạn xem cái quy trình trước. Cái quy trình sản xuất quy trình sản xuất sữa đặc có đường từ sữa tươi và bột sữa. Thì để mà các bạn được sản xuất được sữa đặc có đường thì tôi nghĩ là phải có cái bước casting. Rồi, nước sữa tươi và lactose này, người ta nói là bột sữa. Cái quy trình này là quy trình sản xuất cái gì, thử ra cái đề của chúng ta. Sản xuất sữa đặc có đường từ sữa tươi, bột sữa, nguyên liệu phụ và thuyết minh quy trình. Đầu tiên á, trong cái quy trình này tôi sẽ cho các bạn chụp màn hình trước để các bạn sẽ vẽ lại cái quy trình này ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có nước nè, sữa tươi và bột sữa. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành gia nhiệt ha. Tôi có thể phóng to lên cho các bạn dễ nhìn một xíu đi. Đây, nói cái gì tôi kéo xuống nè. Nước, các bạn xem cái cột này trước nha các bạn. Là cái quy trình chính của chúng ta. Ở bên đây là có cái bước mà cấy lacto vô để cho nó kết tinh tạo thành sữa đặc thôi chứ không có gì hết. Bên đây nước sữa tươi, sau khi các bạn sẽ phối trộn, các bạn sẽ gia nhiệt và các bạn sẽ chuẩn hóa cái thành phần của sữa. Thì cái bước chuẩn hóa là gì? Chuẩn hóa là để xem là cái chất béo trong từ sữa là đạt bao nhiêu phần trăm để tiến hành sản xuất sữa bên dưới. Nồng độ chất béo, chất khô, đồ đó, các chỉ số axit của sữa phải đạt bao nhiêu. Sau đó các bạn sẽ lọc trước và các bạn sẽ tiến hành đồng hóa. Tại vì tôi đã, cái đồ án phát triển sản phẩm của tôi là liên quan đến sữa, cho nên là tôi rất là biết kỹ các phần đồng hóa. Sau khi các bạn đồng hóa, mà các bạn đồng hóa sữa, các bạn phải quay qua cái rây lọc. Cái rây lọc là cái rây lọc sữa, hiện gọi là cái rây lọc 2 cấp, cái rây lọc 2 tầng á, là cái rây lọc sữa, là cái đường kính của nó rất là nhỏ để cho vào cái máy đồng hóa. Để khi mà nó cho vào cái máy đồng hóa, nó sẽ không có bị đóng cọn nha. Rồi, khi mà các bạn sẽ cho sữa vào cái rây lọc thanh trùng đồng hóa, trước khi đồng hóa thì các bạn sẽ cho sữa qua cái rây lọc. Cái đường kính lọc nó rất là nhỏ để cho cái máy đồng hóa của chúng ta nó sẽ không bị kẹt. Rồi sau khi đồng hóa thì các bạn sẽ tiến hành thanh trùng cái sữa này. Sau cái thanh trùng sẽ cô đặc. Và trong cái bước cô đặc này nè, trong cái bước cô đặc này sẽ có, các bạn sẽ có cái lactose, là các bạn sẽ lọc. Và có cái bước cấy lacto này vô đây để làm chi, để cho cái này nó sẽ tiến hành kết tinh. Sữa đặc phải có cái bước kết tinh nha các bạn. Các bạn nhớ kỹ cho tôi, cái sữa đặc sau khi cô đặc á phải kết tinh. Và ở đây có thể là nước được làm lạnh, chuẩn hóa và cuối cùng sẽ đóng hộp tạo thành sản phẩm. Cái bước này có thể có hoặc không cũng được ha. Sau khi kết tinh thì các bạn cho nó đóng hộp luôn cũng được. Được chưa? Thì các bạn nhớ lại cái quy trình trong cái cuốn sách công nghệ chế biến thực phẩm không? Người ta cho kết tinh xong, các bạn, người ta sẽ cho tiến hành đóng hộp vào sản phẩm luôn. Người ta không có qua cái bước mà pha nước vô này để cho nó không bị kết tinh cục quá thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ tôi sẽ thuyết minh cái quy trình này. Được chưa? Thiết lập sơ đồ biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất sữa đặc có đường từ sữa tươi bột sữa ha. Thuyết minh đầu tiên á, là về cái phần nguyên liệu. Thì nguyên liệu của chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu gì? Nguyên liệu là sữa bột gầy. Sữa bột gầy là sao? Sữa bột gầy là sữa đã tách béo, tách quay ra, tách béo ra. Người ta gọi là sữa bột gầy. Khi hòa tan với nước thì bột sữa phải dễ tan và có mùi vị chất lượng gì đó. Nói chung là về cái phần nguyên liệu thì các bạn ghi sữa bột gầy thôi được rồi. Các cái này là các yêu cầu của cái phần nguyên liệu thôi. Nếu mà các bạn học môn công nghệ chế biến sữa hoặc là môn công nghệ chế biến thực phẩm á, thì các bạn nên ghi rõ ra. Nếu như mà các bạn học môn thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm thì tôi khuyên các bạn nên khỏi ghi cũng được, không sao. Các bạn ghi nguyên liệu là sữa bột gầy, sữa tươi, dùng loại sữa có hình chất lượng bình thường.
Là các bạn sử dụng sữa tươi á, là loại sữa chất lượng bình thường, đảm bảo yêu cầu về màu sắc quy định gì không? Nói chung là các bạn ghi là thuyết minh là chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu gì: sữa bột gầy, sữa tươi, rồi đường. Đường sẽ làm gì trong cái này? Đường làm tăng giá trị dinh dưỡng, tăng áp suất thẩm thấu gì đó, trộn. Nói chung là mấy cái này nó sẽ là nguyên liệu thôi, các bạn không cần ghi cụ thể rõ gì đâu. Bởi vì sao? Cái này có một điểm à, các bạn ghi vậy thì nhiều khi nó các bước quan trọng phía dưới các bạn không có đủ thời gian các bạn ghi ha. Đầu tiên các bạn sẽ trộn hoàn toàn, mục đích hòa tan đồng đều các nguyên liệu. Sau đó các bạn sẽ chuẩn hóa ha, trộn như là chuẩn hóa để hòa tan, cái tính toán để xem cái lượng đường bổ sung là bao nhiêu, lượng sữa bột gầy và sữa tươi bổ sung của chúng ta là bao nhiêu, được chưa? Tiếp theo là các bạn sẽ đem đi đồng hóa. Mà các bạn nhớ một điều là cái nguyên liệu sữa nào đó trước khi đồng hóa phải qua cái bước lọc, để cho cái máy đồng hóa của chúng ta nó sẽ không có bị hư, thì sẽ qua cái bước lọc là loại bỏ cặn bã hay là tạp chất có trong nguyên liệu, là có thể là loại bỏ các cái bọt sữa, cái váng sữa trong cái quá trình mà gia nhiệt trên đây nó có thể sinh ra các cái váng sữa ha, thì chúng ta sẽ lọc loại bỏ đi để tạo ra cái dòng dịch sữa là sữa thôi. Sau đó sẽ bỏ vô cái máy đồng hóa, thì cái máy đồng hóa nó sẽ ở trong cái phòng G404 các bạn, là cái phòng mà các bạn học thực hành công nghệ chế biến sữa. Thì trước khi đồng hóa phải làm nóng dung dịch lên đến 70 độ C. Để vì sao? Để thuận lợi cho cái quá trình đồng hóa, thì trước khi ấy thì các bạn phải làm nóng cái dung dịch của chúng ta lên đến 70 độ C. Rồi các bạn sẽ nấu một ấm nước sôi khoảng 70 độ á, thì các bạn sẽ đổ vào cái máy đồng hóa cho nó ấm lên, cái nhiệt độ nó ấm lên để nó cái sự đồng hóa nó sẽ xảy ra một cách dễ dàng ha. Thì đồng hóa là gì? Đồng hóa là sử dụng cơ học dùng lực tác động lên các hạt phân tán đồng đều chất béo trong sản phẩm, làm bền hệ nhũ tương, viền phù, màu sắc hơn, kích thích cảm quan. Có nghĩa là các bạn biết cái hạt sữa, giờ tôi có một cái hạt sữa rất là bự như thế này, thì cái máy đồng hóa nó sẽ dùng cái lực ly tâm, nó sẽ làm cho cái này nó sẽ đánh ra thành các cái hạt sữa. Cái này tôi đang vẽ cái hạt sữa ha, từ cái hạt sữa bự nó thành những cái hạt sữa nhỏ. Cái hạt sữa nhỏ này nó sẽ phân tán đồng đều, nó sẽ phân tán đồng đều trong các cái phân tử nước, thì cái hệ nhũ tương sữa và nước của chúng ta là có nghĩa là chất béo, hệ nhũ tương sữa có nghĩa là nước trong dầu á, nó sẽ được phân tán một cách đồng đều, nó sẽ làm cho nó không, cái sản phẩm chúng ta không có bị tách lớp sau này. Rồi tiếp theo, sau khi đồng hóa các bạn sẽ tiến hành thanh trùng. Mục đích của thanh trùng để làm chi? Thanh trùng nhằm tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh ha. Các bạn nhớ cho tôi, cái mục đích chính của cái quá trình thanh trùng là tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh, chứ không có phải là bảo quản thực phẩm nha. Tiệt trùng là có thể là tiêu diệt vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm, nhưng thanh trùng mục đích chính của thanh trùng là tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh. Ở đó là tôi bảo vệ đồ án á, tôi làm về cái phần sữa, cái cô hỏi tôi là mục đích của thanh trùng của em là gì, tại sao em không dùng tiệt trùng. Cái tôi nói thanh trùng là tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh là đúng nha, mục đích thanh trùng là tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh, có thể tăng thời gian bảo quản và cải thiện tính ổn định của protein nha. Protein nó sẽ ổn định hơn dưới tác dụng của nhiệt một xíu. Rồi cô đặt làm nguội, tăng nồng độ chất khô của sữa lên 72 đến 75%. Cô đặt loại bỏ khi dịch gì đó. Nói chung là cái phần dưới đây là các bạn không cần học, các bạn nhớ cho tôi, cô đặt tôi sẽ tăng nồng độ chất khô của sữa, tăng nồng độ chất khô của sữa lên 72 75% là được. Mấy cái khác thì các bạn không cần nhớ rõ đâu. Sau đó các bạn sẽ tiến hành kết tinh, tạo điều kiện cho lactose trong sữa kết tinh một cách triệt để hoàn toàn, giúp sữa cô đặt ở trạng thái mịn, kết tinh hoàn toàn. Khi sữa của các bạn kết tinh hoàn toàn á, nó sẽ cái sữa của chúng ta sẽ ở trạng thái mịn, khi các bạn nếm vào nó không có bị nhám cái lưỡi ha. Tại vì sao? Trong đó nó sẽ có đường glucose ở trạng thái gì? Trạng thái tinh thể. Khi mà các bạn nếm vô mà cái nếm mà glucose không saccharose, chứ saccharose mới trạng thái tinh thể. Kết tinh một cách triệt để là sao? Khi các bạn học đường bánh kẹo, ví dụ tôi sẽ có kết tinh đi,
kết tinh nó sẽ có cục lớn, cục nhỏ, các loại đường, saccharo, nó sẽ cục có cục lớn, cục nhỏ. Như thế này, khi nếu mà các bạn ăn cục nhỏ không sao, nếu mà các bạn ăn trúng cái cục tinh thể đường lactose lớn á, thì nó sẽ gây ra cái trạng thái nó không có đặc mệnh mà nó sẽ gây nhắm lưỡi cho các bạn. Vậy thì tôi sẽ cắn mầm tinh thể lactose vô. Mầm tinh thể là cái gì? Mầm tinh thể vô để cho nó kết tinh một cách đồng đều ha, cho nên là cái sản phẩm của chúng ta nó trạng thái dạng đặc mệnh. Rồi sau đó sẽ tiến hành chuẩn hóa, thì anh Qua sẽ kiểm tra lại độ nhớt trong chất khô và chất béo nếu đạt chuẩn. Chuẩn hóa sẽ kiểm tra lại độ nhớt, lượng chất khô, chất béo nếu đạt chuẩn thì chúng ta sẽ đóng hộp. Còn nếu không đạt chuẩn thì chúng ta sẽ có thể tiến hành, nếu mà nó kết tinh chất khô cao quá thì chúng ta sẽ thêm nước sản xuất thanh trùng làm lạnh bỏ đây ha. Còn không thì khỏi, cái bước này khỏi cần. Kết tinh xong, chuẩn hóa và đóng hộp là xong cái quy trình sản xuất sữa đặc có đường, sữa đặc ha. Rồi đây là cái ôn thi quy trình phần 17 sữa đặc có đường, sữa tươi, bột sữa trên kênh YouTube Đạt Tôi Công Nghệ Thực Phẩm nha. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.